3 năm qua cứ đến mùa tri ân trưởng thành, cô Chung Thanh Huyền, giáo viên dạy trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, lại tất bật huy động vật dụng để nấu hàng trăm suất chè đậu đỏ thơm ngon, gửi tặng các em học sinh lớp 12 của trường, với kỳ vọng mang đến sự may mắn đỗ đạt trước kỳ thi cam go mà các em sắp phải đối diện. 9 giờ sáng, khi nghi thức làm lễ trưởng thành rộn rã ở một góc sân trường, thì phía sau dãy văn phòng các cô giáo cũng đang tất bật bày biện bếp núc và nguyên vật liệu để chuẩn bị nấu chè. Hơn 20 năm gắn bó với ngôi trường, cô Chung Thanh Huyền chia sẻ: "Tôi khởi xướng việc nấu chè được 3 năm rồi. Năm trước vì dịch Covid-19 nên không thể nấu được cho các con, bản thân tôi cũng thấy tiếc. Nhưng lần trước tôi thường chỉ nấu ở nhà, đến ngày lễ thì mang vào cho các con thôi. Năm nay có các cô làm ở công đoàn ngỏ ý phụ giúp một tay, nên tôi quyết định mang hết nguyên vật liệu vào đây." Theo lời cô Huyền, cô chọn món chè đậu đỏ vì theo ông bà xưa có câu, đậu là đỗ, còn đỏ tượng trưng cho sự may mắn, nên cô mong rằng món ăn này sẽ mang đến sự may mắn cho các em học sinh. Và cô cũng mong sẽ lưu lại một phần kỷ niệm cùng các em. Mỗi chén chè đậu đỏ là sự gửi gắm nhiều hy vọng đến với các em, cũng là động lực để nhắc nhở các em cố gắng phấn đấu. Em Trần Ngọc Thảo My lớp 12C A3 hào hứng chia sẻ: "Em thấy khá bất ngờ khi thấy các cô chuẩn bị chè đậu đỏ cho chúng em. Em cảm ơn cô vì đã dành cho các em sự ngọt ngào. Đây sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ quên trong lòng em." Mỗi năm, cô Huyền và các giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa nấu khoảng 400 suất chè, với mong muốn học trò của mình có thể gặt hái được những thành tích tốt, đỗ đạt cao như mong đợi. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.